Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đời Giò. Mình viên tàu lao chào với đau Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tây Ly và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Đây là những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8. Đây là sân bóng đá Kim Quang Bảo của thành phố Hà Tiên, giải H7 của công an và ủy ban của thành phố Hà Tiên tổ chức nha các bạn. Chiều nay là những cặp trận đấu tứ kết nha. Trong sân hiện tại bây giờ là Kim Nguyên Bảo và Châu Thành của, xin lỗi bạn, Kim Nguyên Bảo và Tân Hiệp của Kiên Giang. Trận đấu vừa kết thúc các bạn ơi. Kim Nguyên Bảo vào bán kết nha các bạn. Đây sân vận động Kim Nguyên Bảo. Sân mới rất đẹp nha các bạn. Không gian vị trí rất thoáng mát nha. Giải này đồng tổ chức là công an và ủy ban thành phố Hà Tiên tổ chức nha các bạn. Còn đây là đội hình của Đạt Đường FC. Đạt Đường FC có các cầu thủ đặc biệt như là Thiện Cá Chốt, Long Sư Tử, Tiền Cua. Còn đây là Khang Ốc Sên. Ăn nhậu thì đến với Khang Ốc Sên nha các bạn. Có thể nói là một lượng khán giả đến sân rất đông, rất sung các bạn, cổ vũ cho phong trào bóng đá của Hà Tiên. Còn đây là đội trưởng Quý Canh Tê của Đạt Đường FC, Quý Canh Tê. Quý Canh Tê thì có đứa em là Võ Minh Trọng, cũng đang là đội tuyển của Việt Nam chúng ta, hiện tại đang thi đấu cho Bình Dương FC Bình Dương, BKM Bình Dương. Đây là Võ Minh Trọng. Đây là các anh em đam mê bóng đá của Hà Tiên, có thể nói là rất đông đến sân. Đây là trận bán kết chiều nay. Còn đây là ông bầu Đạt Đường. Ông bầu Đạt Đường rất đam mê, cùng với ông bầu Kim Nguyên Bảo là hiện tại bây giờ là chủ sân này, đồng tổ chức cùng sân Minh Anh. Đây là bầu Đạt Đường. Còn đây là ông Bút, Bút Hurricane, ba thùng. Đây là Kê, quản lý của đội bóng Đạt Đường. Ok. Đây là trận của Tân Hiệp Kiên Giang vừa xong. Tứ kết Tân Hiệp vừa xong. Hả? Còn đây là các nàng quáp nha, nàng quáp của đội bóng chúng tôi FC Đạt Đường. Đây là phu nhân của Trắng Hà Tiên, cũng là sân bóng chuyền Trắng Hà Tiên, phu nhân. Còn đây là phu nhân của Long Sư Tử Cần Thơ. Và đây là nàng quáp rất xinh, rất trẻ trung của Tiền Cua. Đây là một lượng fan khán giả rất đam mê, đứng trên lầu luôn. Ok. Rồi, chúc các bạn buổi chiều luôn sức khỏe, bình an, xem bóng vui vẻ nha. Đây là trận bán kết giữa Đạt Đường FC và Giang Thành. Còn đây là bình luận viên Khoai Lang, Khoai Tây, Khoai Môn, Dưa Leo. Thiếu hột vịt lộn thôi. Đây tùm lum tới là đâu. Để nói là cầu thủ này mới là đẳng cấp đây. Đang tuyển sinh bắt cầu thủ ở ngoài đây bay. Phước Hero. Phước Hero đang chủ tịch câu lạc bộ mới thành lập, chưa bắt được ai, đang xem cầu thủ dò chân cẳng. Ở bên kia là đội của Giang Thành. Thật sự thì sân 7 thì Đại Lâm không biết tên hết nha các bạn. Còn đây là đội hình của FC Đạt Đường. FC Đạt Đường có những cái tên thật sự rất ấn tượng của sân phụ H7. Đây là số 17 là Trắng Hà Tiên, một trong những cầu thủ có thể nói là sân bóng chuyền của Trắng Hà Tiên.
Phương Bơ 88 là một trong những cầu thủ của Quốc An Quốc Minh Chen trước đây, và Ví Canh Tê của Cần Thơ. Có nhiều thành anh em cầu thủ rất nổi tiếng đây, đặc biệt là Thiện Cá Chốt, idol TikTok Thiện Cá Chốt. Và hôm nay có các cầu thủ trẻ có thể nói là rất tương lai của Hà Tiên. Hòa Tâm Hưng Thịnh. Hòa Tâm Hưng Thịnh. Và Ken. Đây là cầu thủ trẻ rất tương lai, và đặc biệt là ba ba là ông bầu của đội Đạt Đường là số 9 nha, Ken. Tương lai sẽ là Zaman hay William đây. Đây là idol 39 là Thiện Cá Chốt. Tài Thiện Cá Chốt. Khang Kim Long Sư Tử. Thủ môn của chúng tôi cái tên thật sự rất ấn tượng là Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long. Còn đây là Đạt của Phú Hòa. Phú Hòa An Giang. Rồi các bạn hãy chuẩn bị vào trận bán kết nha các bạn. Đạt Đường FC sẽ gặp Giang Thành. Theo tôi nhận định, đây là đội hình chính ra sân của trận bán kết hôm nay của Đạt Đường FC là số 14 này là gì tôi quên em. Số 4 là Xuân Huy. Xuân Huy. Quý Canh Tây. Anh 7 của chợ mới An Giang. 7 chợ mới An Giang. Trắng Hà Tiên. Hòa Tâm, cầu thủ trẻ đang lên, cầu thủ trẻ đang lên của Hà Tiên. Và Phương Bơ. Còn trong khu gỗ là Lý Tiểu Long. Các bạn hãy chờ xem nha, trận bán kết với Giang. Chế banh rớt ra ngoài cái gì? Quả đá phạt. Giải đấu sân bảy không việc vị nên những quả đá phạt như này rất nguy hiểm khi mà các cầu thủ xanh cũng đã sẵn sàng đứng gần ở vị trí cầu môn. Sẽ là đá thẳng hay là đường truyền đây? Người thực hiện sẽ là Võ Văn Quý. Quý Thanh Tây Quang Hồ thủ môn của các cầu thủ Gia Thành. Thủ môn trẻ Danh Tấn cũng đang chơi rất tự tin. Người xin chào Danh Dương, chào anh Lê Văn Nam, chào Nguyễn Hà, chào mọi người, chào Hà Lan. Xin chào và ủng hộ cho một giải đấu diễn ra tại Hà Tiên. Thêm một bất ngờ nữa khi mà cú đá và cú chạm vào lưới đá rung lên, chưa rõ là ai đã ghi bàn nhưng bóng kính đã hướng về Trịnh Chiên. Anh Bảy giờ anh Bảy lẽ là cười đất tôi. Nếu Trịnh Chiên là người xuất điểm từ xa vừa rồi thì bàn thắng là bình thường các bạn. Đó là cú đá lẽ trong tiền tiếp, nhìn bên phải nhìn rõ ràng đá qua bên trái bạn, thủ môn làm sao mà đỡ được. Đây là hậu vệ có tỷ lệ xuất vào đền 100% tại An Giang các bạn, dễ bị tài đá lẽ. Mà hai bạn nói số 7 người ta gọi là anh 7 lẽ. Tiếp tục là 7 lẽ. Quý Cà Tê phối hợp với Phương Bơ. Hòa Tâm không được rồi. Tiếp tục tình phá công dành cho các cầu thủ bên kia Gia Thành. Thức hay và xin cầu 3 không thành công. Phương Bơ. Quý Cà Tê Phương Bơ hơi lợi dịp. Vẫn còn là Hòa Tâm. Mình trở lại với các cầu thủ Gia Thành rất khéo. Đấy, hiệp bóng diễn ra quá hấp dẫn và nó cũng bay và thắng được kỳ. Xin chào Phước Hèn, chào anh Thư. Hiệp bóng này hai đội thi đấu rất công hiệp.
để chính thức bàn. Cánh đầu tiên của Tâm, Hòa Tâm ghi bàn. Chưa có bàn thắng hiện cho cầu thủ trẻ sinh năm 2006. Tao mặc kêu đi đi. Nhưng vẫn đang là Phương Hoa và Quý Cha Tê. Quý Cha Tê Hòa Tâm chưa được bàn. Bây giờ rất nhiều bài dứt điểm rồi nhưng Hòa Tâm còn thiếu đi cái gì đó chưa lý giải được. Đang là các cầu thủ của Tiên Phong. Ôi à. Mẹ nó. Cầu thủ trọng tài đó bao lần. Đá phạt nhanh. Đó là trận đấu đá phạt rất chậm và ba bên tiền là người đã lập công. Đó cũng là trận đấu kết lại hiệp đấu đầu tiên với 8 bàn thắng của Tiên Phong sau đó. Chào chào các cầu thủ. Quá sông, quá sông. Đấu không? Các bạn thấy gì? Chúng ta sẽ cầm mua chút gì thời gian. Đến giờ phạt.